như chúng ta cũng đã biết thì thực sự là Quang Hải ở cái tầm ảnh hưởng của em ấy ở với đội U22 thì nó rất là rõ nét và nó rất là quan trọng ở hàng tiền vệ. Nhưng cũng may là cái ở thời điểm này thì đội tuyển U22 của chúng ta đã có những cái điểm số nó ở cái dạng an toàn. Và bên cạnh đó thì ngoài cái việc chấn thương của Quang Hải ra thì chúng ta vẫn còn đó những cầu thủ ở tiền vệ, những cầu thủ tấn công đang có một cái phong độ rất là tốt. Nói chung là khi có Quang Hải thì người hâm mộ xem vẫn thích hơn, ban huấn luyện vẫn sẽ yên tâm hơn. Nhưng không chỉ vì một cái chấn thương đó mà nó sẽ khiến cho chúng ta vơi lòng hoặc là chúng ta mất niềm tin thì cũng không đúng. Cho nên đối với bản thân tôi thì cái việc thiếu vắng Quang Hải cũng không quá nhiều vấn đề để chúng ta, tại vì chúng ta vẫn còn đó những Hoàng Đức, chúng ta vẫn còn đó Hoàng Đức, Trọng Hoàng hoặc là Tiến Linh, thậm chí là Đức Chinh, chúng ta vẫn còn có những cầu thủ phong độ rất là tốt. Tại vì thực sự đối với cái triết lý bóng đá cũng như cái cách triển khai sử dụng con người của ông Park Hang-seo thì theo dõi của tôi thì thực sự luôn đề cao cái tính tập thể và đề cao cái kỷ luật trong cái lối chơi. Cho nên là chúng ta cũng sẽ không quá phụ thuộc nhiều vào một ngôi sao. Mặc dù ngôi sao Quang Hải là chúng ta đặt niềm tin, nhưng mà rõ ràng là bóng đá theo ông Park Hang-seo thì nó là một cái tính tập thể, cho nên là ngoài Quang Hải ra thì vẫn còn nhiều những đồng đội khác vẫn có thể gánh vác và có thể triển khai một trận đấu rất là tốt. Thì đối với bắt đầu trận đấu này thì các cầu thủ dự bị đã ra sân tập và chuẩn bị, nhưng ông cũng như Park Hang-seo thì lại không ra sân và ông ở nhà ông xem, ông nghiên cứu. Đó là gì? Đó là một cái động thái rất là tôn trọng đối thủ, và bản thân huấn luyện viên cũng đã có những cái phương án. Ông cũng đã có những cái phương án, cũng có con người, cho nên là chúng ta nghĩ là một cầu thủ nổi bật của Thái Lan thì chúng ta cũng không quá quan trọng, mà chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ tiếp xúc trận đấu như thế nào, tinh thần các cầu thủ ra sao, đó mới là vấn đề quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đặt một mục tiêu chiến thắng là hoàn toàn đúng. Không có lý do gì mà chúng ta bắt đầu trận đấu chúng ta đặt mục tiêu hòa cả. Đối với ông Park Hang-seo là mỗi trận đấu là một ra sân là một cái chiến thắng. Tại vì nếu chúng ta đặt mục tiêu chiến thắng thì khả năng tệ chúng ta có thể là hòa. Nhưng nếu chúng ta đặt mục tiêu hòa, khả năng tệ là sẽ là thua. Cho nên đối với bóng đá là ra sân là phải có niềm tin. Thực sự Thái Lan là một đội bóng có cái sự tổ chức rất là tốt, và cái nền tảng kỹ năng về chiến thuật của các cầu thủ Thái vẫn tốt. Cái vấn đề của các cầu thủ Thái Lan trong những trận đấu vừa qua có nghĩa là chưa làm quen nhiều với huấn luyện viên đội tuyển và huấn luyện viên người Nhật, cho nên là có những thời điểm chệch chọt, cũng như là có những trận đấu thua, ví dụ trận đấu thua với Indo ngay đầu tiên cũng nó là một cái góc ngã. Nhưng mà ít nhiều gì chúng ta vẫn tôn trọng đối thủ, tại vì thực sự Thái Lan cũng là một đối thủ rất là tương đồng với chúng ta ở khu vực. Đối với tôi thì tôi rất là niềm tin là sẽ có chiến thắng, cho nên là tôi chỉ muốn là chúng ta bắt đầu trận đấu với một cái tư thế là một chiến thắng. Chúng ta hãy vào chúng ta hãy chơi một cách thoải mái, chúng ta không cần cái gì phải khó cự cả. Cho nên tôi mong là các em sẽ thoải mái mà chơi, và tôi mong các em sẽ có một chiến thắng tiếp theo nữa.